Tòa án California cho phép người nhập cư không giấy tờ, hành nghề luật sư, tên từ Sacramento. Tòa án tối cao California vừa đưa ra phán quyết một người nhập cư Mỹ Tây cư không giấy tờ sẽ được cấp phép hành nghề luật sư trong một trường hợp được theo dõi chặt chẽ về quyền di trú. Phán quyết ủng hộ ông Sergio Garcia sau khi các nhà lập pháp California thông qua một dự luật cho phép các ứng cử viên đủ điều kiện gia nhập Hội đồng Luật sư California bất kể tình trạng di trú. Phương tiện truyền thông nhận xét phán quyết của Tòa án tối cao California có thể trở thành tiền lệ trên khắp Hoa Kỳ. Phán quyết trên dựa vào luật mới của California, trong đó nói rõ người di dân không giấy tờ được quyền làm nghề luật sư và luật này đã được Thống đốc Jerry Brown ký. Bộ Tư pháp California lúc đầu đã chống lại việc ông Garcia xin vào Hội đồng Luật sư California, nhưng họ đã thay đổi lập trường sau khi luật của California được thông qua. Ông Garcia nói ông phải trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài 4 năm, cuối cùng may mắn được hành nghề luật sư sau khi tốt nghiệp đại học. Ông Garcia sinh năm 1977 tại Mỹ Tây Cơ, đã tới Hoa Kỳ bất hợp pháp khi chỉ là một em bé 17 tháng tuổi. Trở về Mỹ Tây Cơ lúc 9 tuổi, rồi quay lại Hoa Kỳ lúc 17 tuổi cùng với cha. Lúc đó, người cha đã có giấy tờ định cư và sau đó người cha đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Ông Garcia tốt nghiệp khoa luật tại Đại học Luật Bắc California vào năm 2009.